Nghĩ là nó không có một cái giới hạn nào cả Ông lao động là ông là nghề Nhưng mà ông Nghệ thuật ông vẫn là nghề Năng khiếu là một chuyện, coi như là một cái bước khởi đầu đi Thế nhưng mà khi mà ông có năng khiếu Nhưng mà ông lười đi Thì ông cũng chả làm được cái gì đâu Thì với anh, cái từ giỏi ở đây là gì Nghĩa là Ông đặt ở đâu ấy Là ông đều có thể làm được cái điều đấy Và ông đều giỏi và đều, đều tốt được cái điều đấy Và làm gì cũng thế thôi Thì hãy kiên định và làm hết mình với nó đi cứ một trăm phần trăm với nó đi hãy tốt hơn ngày hôm qua và tốt hơn ngày hôm nay thế thôi chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast người trong môn nghề ngày hôm nay thì mình có mời đến đây một người anh rất là hip hop đó là anh CK Animation hay là anh tên thật của anh là anh Hoa Đức Công đúng không yeah. anh Công thì là một popper một uh, chắc là top em nghĩ cũng thuộc lại gọi là lão làng trong làng Popping ở Việt Nam. Ngoài ra thì cũng là một cây hài, theo em được biết là anh cũng là một cây hài. Em rất là thích xem những clip hài hước của anh ở trên TikTok hoặc là Facebook. Thế thì chắc là để uh, trước khi mình bắt đầu thì em muốn hỏi anh có thể giới thiệu một chút về bản thân cho khán thính giả người trong môn nghề được không ạ? Ok, uh, xin chào em và xin chào tất cả các bạn. Uh, mình thì tên thật là Hoa Đức Công, uh, biệt danh là CK uh, Animation. Hiện tại thì mình đang chơi popping là một trong những cái thể loại trong hip hop đường phố street dance. À, thì mình cũng chơi được khoảng tầm 20 năm nay rồi. Nói chung là cũng thời gian thực sự là nó già đấy. Nếu mà để mà tính cái tuổi nó già. Bây giờ là nếu mà mình hỏi han các thứ thì anh em mình chém gió đúng không? Ok anh vâng. <laughs> thì anh bảo anh đã theo nghiệp nhảy ở khoảng 20 năm. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút với em là cái hành trình đến với nhảy của anh nó như thế nào không ạ? thực ra nó cũng rất là hay ấy. nghĩa là cái thời của anh nó là cái thời mà nó không có internet nó không có youtube mà nó chỉ có truyền miệng nhau thôi ừ. nghĩa là cái hồi đấy là chỉ có các anh lớn các anh tìm được những cái nguồn liệu ở đâu ấy kiểu đĩa hay là cassette thì các anh tự tập với nhau thì sau đó là khi bản thân của anh thì hồi đấy anh rất là bé à, thì anh đi ra tượng đài lenin thì anh nhìn thấy các anh lớn cứ làm kiểu sóng tay xong rồi có mấy anh thì cứ quay ở dưới đất đấy ví dụ thế thế là nhìn anh bảo là hay quá mê quá thế là mình, anh hỏi thì anh ơi đây là cái môn gì thì anh mà đây là bọn anh đang chơi hip hop mà cái hồi đấy hip hop nó là bộ khỏe và bộ dẻo đó ừ. chứ nó không có chia popping với breaking bây giờ đâu nó là ừ. ví dụ như là bộ khỏe là em phải chơi cái dòng mà chống tay chống đầu xoay đầu Đấy đá ngựa đấy, ngựa tay quay lật đồng tiền còn lại là ví dụ như bọn em ai mà chơi bộ dẻo ấy thì mình sẽ làm theo kiểu như là người bún này đấy, hay là kiểu rất điện này Đấy, hay là một kiểu như là robot, robot, đấy, đấy thì cái thời đó nó sẽ như thế. Thế nên sướng đam mê, em hồi đấy rất là thích. Thế Em bắt đầu là anh mới hỏi các anh ấy thì dần dần thực sự là anh nghĩ nó một một cái duyên nữa, một cái duyên khi mà mình tự nhiên mình tìm đến được. Và sau đó khi mình hiểu cái đấy rồi bắt đầu là mình tự mày mò thôi. Còn cái gì mình không hiểu thì mình lại hỏi các anh đi trước. Đó. là tại sao lại là popping ấy, tức là bộ dẻo và bộ khỏe thế anh lại Ngày xưa thì nó không có cái thông tin vì uh, thực ra nước ngoài thì người ta vẫn gọi là popping từ lâu rồi breaking popping hay là mấy cái môn đường phố người ta đã gọi hip hop từ lâu rồi thế nhưng mà việt nam mình cái hồi đấy nó rất là mới internet nó rất là khó ừ. cái hồi đấy là cái hồi anh nhớ là nhà nào giàu nhất có máy tính ấy thì chắc là mẹ cho khoảng tầm 1 đến 2 tuần mới được mở mạng lên khoảng tầm 1 tiếng 2 tiếng thôi ừ đấy mạng như đã đắt đúng lắm. không đúng rồi còn lại là chỉ có offline thôi cái hồi đấy là anh em ra mạng ra 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 ngoài 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 cửa hàng ấy là anh ừ. em chỉ bật like thôi. Nhớ cái thời <laughs> đấy không? Mảng đấy, bật offline ấy nó không có thể không có mạng chơi chơi ở kiểu internet đâu. Ừ. Đấy, cái hồi đấy nó như thế cho nên là thật sự là cứ tất cả những cái thông tin về kiểu như là về cái kỹ thuật hay là về cái bộ môn gọi như nào ấy, nó cực kỳ là khó luôn. Khi mà nó là bộ dẻo hoặc là bộ khỏe đi. Thế thì anh có tập cả hai không? Hay Có là chứ. Anh... Cứ một hip-hopper nào đấy thì đã chơi hip-hop là phải tập cả hai. Là chơi cả hai. Đúng rồi, nó không nó không phải là à, ông thích bộ dẻo không chơi bộ dẻo đâu mà ông là hip hop đúng không? Ông phải có bộ dẻo và bộ khỏe. À. Đấy, và cái hồi đấy nó tính theo trò. Ví dụ như là em có khoảng tầm em uh, trang bị cho mình đi, khoảng tầm 5 đến 7 trò đi. Là em rất khệ. Em ra đường là em gặp ai hip-hop em cũng có thể thách đấu được. Đấy, nhưng mà ví dụ em chỉ có 2 3 trò thôi là em đấu một tí là em hết đúng không? Là em rất là rén rất sợ. Đấy vì vậy là cái thời đấy em cứ khoảng tầm 7 trò trở lên là gấu. Là, chơi, <laughs> là gấu luôn đi đâu thách đấu này luôn. Hồi đấy anh có nhiều trò không anh? Có chứ. Hồi đấy anh phải tính là tại anh còn phải mười mấy trò. Mười mấy trò? Ờ, mười mấy trò bộ khỏe ấy. Ừ. Xong rồi là khi hết rồi bắt đầu mới chuyển sang bộ dẻo. Ừ. Đấy, nghe hồi đấy là anh cũng hay đi đường xong rồi anh hay gặp uh, các anh em hip hop, xong rồi cũng kiểu như là gạ, như là ơ ừ, anh em giao lưu vài vài chiêu rồi không? Đấy, không hề có nhạc luôn. Sân bê tông luôn. Hồi đấy là giao, giao lưu là không không là nhạc, sân Không nhạc sân bê tông, là có sân là bê tông luôn, skill. nó thực sự như trên phim ấy. Ừ. mọi người xem phim như thế nào thì cái thời đấy ở ngoài này nó như thế. Đấy có một cái kỷ niệm đấy là anh uh, đang đi ở vách Thảo, cùng với vách Thảo mà em nhìn cái sân bê tông của vách Thảo đúng không? Vâ, đấy. Thế là hồi em biết chắc lại biết đi uh, dây KS bây giờ. Có có. Thì cái thời đấy nó gọi là kiên bé. Vâ. đó và nó chơi cũng chơi giống y hệt anh, nó thời y hệt anh nó chơi bộ khỏe hộ dẻo. Anh với nó là cứ gặp nhau, không cần biết là gặp đâu cứ gặp nhau là đấu với nhau luôn. Mặt mỗi thằng nó chỉ có từng đấy trò thôi. <laughs> nhưng mà gặp phải 10 lần đấu cả 10 luôn <cười> <cười> rất đi vô thật sự rất deep tức là anh bắt đầu với bộ khỏe trước tức là có mười mấy skill các thứ nghĩa là chắc là quay đầu rồi chưa đến thể cái hồi chưa? em sao quay đầu được rồi ừ, yeah. anh tập căng nhất là anh xoắn đầu thôi xoắn đầu ờ nghĩa là mình đã chống đầu xong mình lấy cái một cái đà ừ. xong mình vít một phát bỏ tay ra thì cái đầu nó tít phát như này ừ. ờ nó khoảng được anh đợt đấy căng nhất là bốn vòng xong anh nhà ừ. còn nếu mà xoay đầu ấy là em phải vít nhiều vòng em đội mũ viết nhiều vòng xong rồi nó cứ xoay tít Như này này à biết không đấy à, phân em biết, biệt là như thế em biết em biết uh, khó ừ. lắm cái 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 cái, cái, cái 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 mấy cái trò là khó lắm tại vì bây giờ em nghĩ là anh là thiên hơn về cái dẻo chính xác thế chính thì xác nó phải có một bước chuyển gì đấy đúng không thì thực ra là cái bộ khỏe nó không phải ai cũng tập được Hồi đấy anh cũng tập nhưng mà đối với mình với cả với những người bạn mà cùng với mình tập cùng nhau ý, ừ. thì họ sẽ tập nhanh hơn rất nhiều luôn ừ. vì anh 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 chắc anh nghĩ là cái cơ thể họ Thích, thích nghi tốt hơn và họ khỏe hơn mình nữa ừ. đấy hồi đấy anh tập anh tập mãi mà anh cũng chỉ được từng đấy cái thôi ví dụ như là cái trò đá ngựa chỉ được một vòng thôi ừ ờ, không thể lên được thế hồi đấy xong rồi là tập thêm cái bộ dẻo nữa thì anh nhảy anh nhảy cái bộ dẻo đấy ai cũng bảo hay hơn đấy xong rồi mình nhảy mình cũng thấy nó đặc biệt hơn à mà cái hồi đấy tất cả mọi người cùng chơi cái bộ khỏe nhiều đúng không tự nhiên lòi ra những một số ông mà chơi bộ dẻo là rất đặc biệt Ừ. đấy, thế là đến năm 2008 bắt đầu là anh mới có được cái thông tin và anh vào Milky Way thì ừ. anh trưởng nhóm Milky Way là anh Vũ Thùng Phương tiếp Star, anh có nói là đây là môn là popping này, đấy thì popping này có những cái gì cái gì cái gì và em rất hợp với popping như này, Đó, thì từ đấy bắt đầu là anh theo đuổi hẳn. Ừ. Đó, thì khi mà mình tập popping rồi mình thấy là ở cơ thể của mình thật sự là nó hợp với cái môn này hơn. Ừ. Đó. thế thì anh có thể giải thích là một cách cơ bản nhất về ừ. popping vì em nghĩ rất nhiều khán giả sẽ không không biết. Okay. À, anh nghĩ thời bây giờ thì uh, cũng sẽ có vẫn nhiều khán giả không hiểu nhưng mà đa số thực sự anh cũng thấy vui đa số mọi người cũng hiểu về hơn ừ. Thế nhưng mà mình cứ nói cụ thể hơn đấy là mình nhìn thấy ông nào mà cứ giật như điện này. xong rồi làm sóng dẻo à? xong rồi thi thoảng làm mấy con robot à, à, robot đấy, và cái quan trọng nhất đấy là kết hợp với âm nhạc mà cái người chơi popping ấy họ nhảy với âm nhạc và họ thể hiện được cái bài nhạc đấy nó hoàn hảo với cái âm nhạc mà có sẵn ừ. đó thì đấy là một người popper em như em hay xem thì em thấy là kiểu popper là bắt nhạc là đúng, bắt rồi, đúng rồi. đúng rồi ngày xưa nó gọi là ngày xưa nó gọi là cubit cubit ờ nó gọi là giết nhạc bắt nhạc là ừ. cứ có nhạc gì bắt đấy. đấy nhưng mà thời bây giờ thì họ sẽ chuyển đổi hơn một tí để họ chơi nhạc hơn Ừ. à, bởi vì, vì là khi mà bắt nhạc ấy thì em sẽ bị hơi có những cái độ 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 vấp ừ. à, và như kiểu mình biết trước đó và mình giết nó đấy ừ. hiểu không còn lại mình chơi thì là nó đến là mình chơi với nó Đấy kiểu ừ. vậy nhưng mà thực sự là để mà gọi là chơi được với nhạc thì chắc chắn là mình phải có một cái một cái mức độ kỹ năng nhất yes, định chính xác rồi. rồi chính xác rồi thì mình sẽ cần khoảng bao nhiêu thời gian hay là công sức để mình luyện tập để có cái bộ à, kỹ năng cơ bản về cái môn này ấy, thì càng tập nhiều càng tốt nghĩa là nó tính theo quá trình năm là một chuyện thôi Bà. nhưng cái quá trình là các bạn à, tập luyện với nó như thế nào ví dụ có những người tập năm à, bảy năm nhưng mà họ vẫn nhảy ở một cái thời điểm như trước thôi ừ. à, nhưng mà ví dụ như có những người người ta tập ba bốn năm thôi người ta đã vọt một phát lên cao rồi bởi vì là họ biết được là họ đang cần tập cái gì và họ có một cái quá trình cụ thể là họ tập cái này xong hết cái này đến cái này cái này cái này ừ. đó xong bắt đầu là họ đẩy dần cái trình độ lên đó thì họ xong rồi đi học hỏi nhiều nữa thì, ừ. thì cái quan trọng nhất cái cái năm nó là quan trọng nhưng cái quan trọng nhất vẫn là cái cái định hướng khi con một cái bản thân một popper người ta định hướng như nào em tò mò một tí là rõ ràng popping hoặc là nhảy đi nó là một môn mà em nghĩ là cần rất nhiều năng khiếu anh, ừ. anh, tức là năng khiếu nó đóng vai trò chính xác Mức... chính xác cứ nghệ thuật vâng. là năng khiếu là một cái yếu tố anh nghĩ là nó Chính khá 40%. là quan trọng anh nghĩ là phải sáu mươi phần trăm đấy 60%. Ừ, nó phải nửa già đấy ừ. chứ không thể nửa non được nửa già bởi vì là ấy nghệ thuật mà nó là cái sự xuất phát từ cái sự giải trí và nó là một cái tính rất là nghệ đúng không vâng. rất là mỹ thuật rất là kiểu chung của ông này nghệ thế chứ nó không phải bình thường đấy, ví dụ như là người bình thường là em học đi là em học em học mà em càng chăm em càng học thì em càng giỏi Ừ. thế nhưng nghệ thuật thì nó không nghệ thuật thì nó cần phải yếu tố là uh, ông này trông chất 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 xong rồi ông này phải có tính nghệ nghệ tí ừ. uh, thì bắt đầu là ông mới nghệ thuật được đấy, khi mà ông có cái cái đấy rồi nền tảng cái cái năng khiếu rồi thì bắt đầu là ông mới học về cái kỹ thuật và nền tảng ừ. cơ bản nhưng mà trong trường hợp của anh ấy, em thấy là mặc dù là năng khiếu mình mình nghĩ là, mình đồng ý với nhau là nó rất là quan trọng ừ. nhưng mà anh là cũng đi dạy rất là nhiều ừ. thì có bao giờ anh gặp trường hợp nào mà anh cảm giác là chả còn tựa ban đầu không có năng khiếu hoặc là cảm giác rất là chậm ừ nhưng mà sau đấy người ta lại cứ kiên trì kiên trì và người ta lại có chứ em cần cù là bù xương năng, năng. <cười> <cười> đúng không thầy thầy huấn đã dạy rồi đấy cho nên là anh em luôn nhớ là gì năng khiếu là một chuyện năng khiếu là là môn là, là nó là một có coi như là một cái bước khởi đầu đi vâng thế nhưng mà khi mà ông có năng khiếu nhưng mà ông lười đi thì ông cũng chả làm được cái gì đâu đúng không nhưng mà khi mà ông chăm đấy một ông chăm và một ông có năng khiếu cái ông chăm này không năng khiếu nhưng mà ông ấy cần cù ừ. thì ông vẫn đi lên được và ông kiểu gì ông ấy cũng đạt được cái đích mà ông muốn ừ. nhưng riêng cái ông năng khiếu này ông lười không bao giờ ông đạt được cái mục đích đấy ừ. đó nhưng mà ví dụ như một ông năng khiếu này ông lại cộng thêm cái siêng năng nữa là em hiểu là cái cái tố chất người ta sẽ đi như nào ừ. nó sẽ chắc chắn chắc chắn là nó sẽ hơn những cái ông cần cù này rồi đúng không nhưng mà ở đời mà làm gì có chuyện là 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 là, một ông nào chơi cả hai ông nào năng khiếu là ông khệnh khạng cái là ờ tôi làm được rồi hả mình nghe đơn giản đơn giản dễ dễ rồi đúng không làm rồi kệ ông không tập nữa đấy cuối cùng là thôi đi luôn còn ông càng ông ông không có năng khiếu thì ông lại càng biết cách ông cần cù siêng năng em thấy thế tại vì em cảm giác là khi mình có năng khiếu cả mình học nhanh quá đúng không mình lại cảm giác là dễ ừ. tức là mình không không đi không bỏ thời gian ra để làm những thứ tinh. chính xác chính xác mà trong em cảm giác như là đặc biệt là môn nhảy này cái môn hình thể này yeah. thì đôi khi là những cái càng tinh kiểu ví dụ như anh tập em nghĩ bây giờ anh tập kể cả những thứ rất là bình thường rất, ừ, ừ. rất là tưởng là basic thôi nhưng mà anh vẫn sửa dáng và vẫn chính xác chính xác đúng không? chính xác tại vì là, là 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 nó là luyện tập hàng ngày ừ. mình làm gì cũng thế thôi bây giờ đôi khi một ngày mình không đụng đến nó một cái là lãng quên ngay ừ. À, tất nhiên là mình vẫn có thể nhảy được thế nhưng mà nó sẽ không 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 thể nào mà nó update ừ. à, không không update và không giỏi hơn được à, cho nên là ngày nào mình cũng phải đụng đến nó và đụng đến nó rồi thì mình vẫn phải như kiểu là gọt ấy, ừ. để cho nó nét một trăm phần trăm được sắc nhọn ấy. Ừ. thì khi em vẽ một phát là nó đen nét luôn chứ còn ví dụ như ông xuề xòa ok tôi vẽ rồi tôi kệ thì có nét đậm nét nhạt đúng không ừ. không thể nào ông ông một trăm phần trăm được ừ. đấy để cho nên là cái việc mà ngày nào mình cũng luyện tập ngày nào mình cũng cũng sờ đến nó là một điều rất quan trọng cho em hỏi một tí là làm nào để mình đánh giá là mình có năng khiếu trong câu chuyện nhảy nói chung đi hoặc là câu chuyện về popping nói riêng ừ, ừ. rất đơn giản thôi Bà. ví dụ bây giờ em giơ tay lên đây rồi không vuông tay vuông tay à, vuông tay này. ok em làm theo anh này làm đi làm đi đấy đúng rồi đúng rồi rồi một phát nữa này giơ tay lên này đây đấy tay đấy rồi cái này thì em chịu ấy Thử đi, thử đi đây, Anh làm lại Đây Đấy, ok Như này người ta đã nhận nhận biết nhỉ Nhận diện thương hiệu đấy là không có năng khiếu <laughs> em, em hiểu không? Nghĩa là người có năng khiếu ấy Là cái người người ta chỉ cần nhìn một phát là người ta bắt chiếc được Nhìn phát bắt chiếc được luôn Nhìn một phát là người ta bắt chiếc được Tất nhiên là không phải 100% nhưng mà nó ra hình luôn Còn đây là không ra hình rồi Không ra hình là không có năng khiếu rồi Đấy, nhận biết rất dễ, hiểu chưa? đấy còn những việc học sinh anh cũng thế thôi đến lớp buổi đầu tiên mà kết thúc buổi phát là anh biết được là bạn này có năng khiếu hay không à, ví dụ như là kết thúc buổi phát là bạn này thấy bạn này cũng theo được đấy xong rồi nhạc rất là nhạy à, bạn ấy có cảm nhận thì đấy là người có năng khiếu còn ông làm đến mà cái buổi đầu mà không nhún nổi xong buổi thứ hai không nhún nổi ấy, thì ông này là phải một dạng là phải cần cù bù siêng năng đấy ừ. đấy mình phân, phân, phân chia nó rõ như thế nhưng mà nhiều ông uh, kiểu chậm đấy nhưng mà nếu mà chăm chỉ anh theo Thì anh là vẫn đều dẫn, học được đúng không vẫn có rất nhiều học sinh anh như thế luôn à. là thời gian đầu anh cứ tưởng là nó sẽ nghỉ luôn đấy, à. như à. là anh nghĩ là đến lớp xong rồi anh sửa nó không làm nổi luôn ấy à. anh mà ở cậu này chắc một hai tháng nghỉ đến bây giờ theo anh 7 năm bảy à. tám năm mà nhảy rất ok à. đấy và rất chăm ngày nào cũng luyện tập ngày nào cũng luyện tập đấy và nó không phải là lên vọt phát này đâu mà nó cứ nhảy cứ từ từ này đó à, xong rồi bắt đầu là ví dụ cái đoạn nào không hiểu hay như nào đấy hay là cảm thấy bản thân mình chưa được ấy đi hỏi ừ đấy, à, xong rồi ham học ham hỏi đấy, thì cứ thế mà đi lên mà những cái cậu đấy rất chắc ừ. vì cái nền tảng họ xây 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 cứng rồi. là họ rất rất là chắc luôn không bao giờ họ bị sụp luôn em nghĩ là cần cù là một dạng năng lực mà đúng rồi không không phải ai cũng làm được giống như uh, thực ra ai thì cũng thích uh, vì mình làm cái gì cũng phải nhanh đúng rồi, rồi. rồi cũng phải đúng được, rồi uh, khen ngợi đúng không? Chính xác luôn mấy ông đấy suốt ngày đi tập có khi ấy, nhìn ra bạn bè hoặc là thầy có khi mắng đấy đấy đúng không công vượt qua được thì ừ. cũng, cũng phải đam mê đấy có rất nhiều người học sinh anh thấy rồi chửi suốt ngày mà ừ. ờ, anh chửi suốt ngày nghĩa là mình bảo nó làm nó làm cái gì ấy? <laughs> thế 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 nhưng mà nếu như nhá, mà nó nó nhận thức được và nó hiểu ra vấn đề là tại sao ông này hay nói mình và chửi mình thế thì nó phải nhận biết được đúng không ừ. thì nếu mà nó thay đổi được cái vấn đề đấy và nó làm theo cái hướng của thầy nói thì nó sẽ là một người giỏi ừ. và sau này á sau này nó là một người đức tính tốt đấy ừ. à, còn ông nào mà ví dụ như vừa mắng cái tự ái luôn nữa có luôn anh có chứ nói và tự ái ngay thì thì anh nghĩ là những người này không đi xa được bởi vì thực sự là mình quan tâm và mình muốn nó tốt mình mới nói nó nhiều ừ. chứ nếu mà thực sự em cảm nhận đúng không ví dụ như ờ uh, ông đến lớp tôi Ờ ừ, được rồi em, em cứ tập đi Xong ờ ừ, ok em, cứ tập đi Thì đấy là một người mà mình không cần quan tâm nữa ừ. Và nó sẽ không bao giờ giỏi được Đó, mình đi học ngày xưa cũng thế đúng không? Đúng. Ví dụ cô, nhiều ông nghịch ơi là nghịch Nhưng mà cô giáo lúc nào cũng phải nhắc tên Lúc nào ra gặp riêng, sau lúc nào nói riêng Bởi vì cô rất quý cái thằng đấy ừ. Đó, còn cô mà cái tầm mà Mà không quan tâm hay không kè là rất sợ ừ. Đấy Đúng, đúng Em nghĩ là cái đấy là một trong những cái mà Đấy thì kiểu ví dụ mình đi học ấy, hoặc là mình muốn theo đuổi một cái gì đấy mình nên chú ý đến chuyện đấy đúng, đúng rồi đúng là rồi. phải bỏ bớt cái tôi đúng không anh Chính mặc dù là những môn nghệ thuật này, em cảm giác là cái tôi của cao người lớn thích. lắm ừ rất lớn thế nhưng mà mình phải hiểu, hiểu là mình đã đi học mà ừ. mình đi học rồi thì mình phải biết lắng nghe và mình phải biết là xem là ở người dạy mình nói cái gì để ừ. mình có thể tốt lên và mình phải tin hoàn toàn một phần trăm vào cái người dạy mình nữa ừ. chứ không phải tôi đến tôi học xong ông nói tôi bỏ ngoài tai hoặc là tôi không quan tâm ừ. thế thì ông ông học làm cái gì ừ. đó mình đã đến học là mình phải tin kể cả người ta có nói sai mình vẫn phải tin cơ mà ừ. hiểu không người ta có bảo mình đập đầu tường mình vẫn phải đập cơ mà thế mình đến thì học bỏ tiền ra người ta học của người ta rồi người ta nói gì phải nghe không thôi không thôi không học nữa đúng không ok ok Đấy. mình đã nói hơi qua một tí câu chuyện về dạy học ừ. thì em muốn quay lại một tí là về cái sự nghiệp nhảy của anh đi ok thì trong cái sự nghiệp mà tức là tính đến nay hai chục năm đấy có cái khoảnh khắc nào mà anh cảm thấy nó rất là đáng nhớ hoặc là những khoảnh khắc ừ rất nhiều đấy ừ, ừ. nói chung hai mươi năm thì thế, với với anh hai mươi năm ấy anh nghĩ là nó gần như một nửa cái chặng đường cuộc đời rồi vâng. đấy ừ. cho nên nó, là nó có quá hơn, nhiều Nó hơn ờ ừ, đấy, năm đấy hơn mình đang là... nói về vấn đề là kiểu chung rồi. chung ừ. đâm ra là kỷ niệm nó giống như cái việc là các bạn mình người bình thường sống bình thường thế thôi. Ừ. Đấy, người bình thường đến năm 30 tuổi là mọi người đã có quá nhiều kỷ niệm, đúng không? Ừ. Kỷ niệm đi học cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học gì đấy. Rồi kỷ niệm bạn này bạn kia, ừ. đấy. Nhưng mà anh thì được một cái là anh tiếp cận với cả hip hop từ 2004, 2005 ừ. thì đâm ra là đến bây giờ nó cũng rất là nhiều năm rồi. Thì đâm ra là nó có quá nhiều kỷ niệm. Ừ, cái kỷ niệm mỗi cái thời nó lại có một cái cái dấu ấn. Ví dụ như thời ngày xưa như lúc anh kể ấy, ừ. là thời anh mới biết về bộ khỏe bộ dẻo. Cái thời đấy nó cực kỳ là giá trị, hip hop nó cực kỳ giá trị. Ở trường nhá. Em mà muốn nổi tiếng, em biết là em sẽ có yếu tố gì không? Ngày xưa đi học ấy, hot boy phải bên, phải phải nhảy rồi. Một là nhảy, hai là gấu. Gấu à? Đúng rồi. Chứ hồi đấy nó khách không có đẹp dai khách hồi đấy nó không mang tính chất đẹp dai đâu em nó không như bây giờ đâu đẹp dai không hồi đấy nó không quan tâm kể cả con gái nhá ờ. sinh nó, nó không phải như kiểu là ở mày phải đánh son hết thứ sinh đâu mà nó nhìn ra một cái điểm nào đó thì nó mới là sinh ừ. thì như con trai cũng thế thôi một là mày phải gấu mày oánh nhau nhiều mày nổi tiếng thì gái mới thích còn về thứ hai là gì mày phải nhảy hip hop quần tụt hiểu không? nổi tiếng trường gái sẽ thích đấy ui nó giá trị lắm cái hồi đấy nó giá trị lắm đấy đem ra là nó là một cái trong những kỷ niệm mà cái thời anh bắt đầu vâng đấy. còn sau này thì nó cũng có rất nhiều cái kỷ niệm ví dụ như mình đi nước ngoài đấu giải xong à, rồi mình đem được giải về cho việt nam hay là mình có một thời gian mình đã đấu đấu đá rất nhiều để mình đạt được rất nhiều cái thành tích sau đó là mình đi dạy à, đi dạy thì gặp rất, rất nhiều học sinh giờ hơi cũng có tốt có vui có vớ vẩn có <laughs> nói chung là nó đủ mọi gọi là cảm xúc và trạng thái đấy đúng rồi còn bây giờ thì nó lại có những cái kỷ niệm ví dụ như bây giờ thì anh lại uh, trưởng thành hơn đấy, nhưng mà cái 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 tư duy về nhảy nó vẫn thế ở nó vẫn là chỉ là một cái thằng trẻ trâu mười mấy tuổi đấy vẫn hàng ngày đi tập luyện uh, đi dạy đi đấu đấy mình làm việc hoàn toàn về nhảy Thế là kiểu uh, Ngày xưa chứng tỏ là anh cũng Anh là có bộ uh, nhảy rồi Anh có bộ gấu không anh? Không Ngày xưa Đây anh lại kể một cái câu chuyện cho em như thế này đấy nghĩa là Cái thời cái ngày xưa đi học anh bị bắt nạt đấy mà à. Vì người bé quá Hiền ừ. Mình không phải là dạng đầu gấu Bị bắt nạt ừ. Bị mấy thằng Ở lớp bắt nạt gấu quá mà Thế là mình Bị bắt nạt từ lớp 6 Đến lớp 8 2 năm rồi Thế bắt đầu Đến lớp 8 bắt đầu anh tiếp cận hip hop Trong một cái mấy tháng nghỉ hè ấy, ừ. anh tiếp cận hip hop đi học hip hop à, khi anh nhảy hip hop xong anh đến đợi đến trường bắt đầu anh gạ mấy đứa đầu gấu ấy anh bảo ê hồi đấy vẫn gọi anh em nhá nghĩa là bằng tuổi nhưng mà mình sợ nó mà. Ừ. em mới biết hip hop anh tập với em đi thế là ở tập xong rồi cho khoảng bốn năm đứa đầu gấu ở lớp ấy, tập hip hop <laughs> nó nghiện luôn em ơi <laughs> nghĩa là nghĩa là nó tập hip hop nghiện luôn xong rồi ấy, dần 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 ấy mày tao luôn mà ờ dần dần là mày tập này sai rồi đây để tao chỉ cho đấy là mình lại thành trưởng nhóm trưởng nhóm mưu cùng với bọn đầu gấu luôn đấy thế là hồi đấy là chơi cùng đầu gấu luôn không bị bắt nạt nữa luôn được chưa ừ. hi cứu rỗi, cứu rỗi gọi là thời thời thời, đúng không đấy một thằng đầu gấu nhá thích một đứa con gái lớp 8, anh lớp 9 đấy không cưa được mình hi hop cưa bắt đầu luôn <laughs> đầu gấu không làm gì luôn ở đây là anh hip hop là ok cực kỳ nổi trường Xong rồi là đi đâu cũng được quý Hiểu không? Mấy anh gấu gấu là quý hết Đấy Chứ còn trước đấy không nhảy là bị mất nạt Sợ lắm Chứng tỏ là hip hop thực sự đã thay đổi rất nhiều thứ trong cuộc đời anh không? Cực kỳ thay đổi luôn, thay đổi rất nhiều luôn mà Không phải chỉ một mình anh đâu Thay đổi tất cả những người, con người cái thời đấy luôn ừ. Ừ. Bây giờ thì nó đơn giản rồi Anh thấy cái, cái hip hop của ngày xưa đấy và hip hop của bây giờ đi Thì nó có khác gì nhau? Khác nhiều chứ rất nhiều luôn vâng uh, ngày xưa thì anh cảm giác là anh không nói về cái độ độ, độ real hay không nhé vâng nghĩa là cái cảm nhận cảm nhận ừ. cái thời đấy nó real hơn ừ. uh, nghĩa là tất nhiên bây giờ vẫn có anh em như thế nhưng mà ý anh đang nói là cái thời đấy tất cả những người chơi bước nó real hơn rất nhiều ừ. bởi vì cái hồi đấy em cảm tưởng là gì nó không có internet và cũng chả biết được là uh, ví dụ như là từ quận này sang quận này mình không biết mình chỉ chơi được cái thành phố của mình thôi À, cái làng của mình thôi ừ. đấy trường của mình làng của mình thôi ừ. thì nó rất thật nghĩa là anh ghét em là anh ghét em ví dụ như trong hip hop nhá cái thời đấy nhá mà anh cảm thấy anh ghét em đúng không ừ. anh gặp em đâu là anh đấu luôn nghĩa là bây giờ tôi và ông đấu với nhau ờ, tôi không thích ông đấy, anh em đấu thế thôi xong đấu xong cái mệnh ai người ấy về là ai à, nghĩ mình thắng làm gì có trọng tài đâu vâng <laughs> wow, thằng này với va vẩn bên kiệu thế thằng ngôn này, nhảy <laughs> cha ra <giác> thôi <ơi. cười> đấy nó lại như thế cơ nhưng mà nó rất là thật và nó thẳng luôn là tao không thích mày luôn cho nhanh cứ gặp là chiến ừ nhưng mà không thích là đấu nhá là xuống đường là đấu luôn chứ không phải là ờ uh, bây giờ là không thích nhưng mà vẫn bắt tay vẫn peace and love xong rồi à uh, vẫn uh, respect respect cái kiểu phải không? <laughs> thì up never die never give up keep on try peace and love yo gia xong rồi đằng sau thì vẫn nói xấu nhau thứ Đã, ý ra thế, xong lên mạng bắt đầu uh, là là nói nhau à, nhưng mà ngày xưa khác, bây giờ khác nhưng, nhưng mà nói gì thì, thì nói thì anh. đấy là một mặt thôi còn cái mặt tốt thì đa số 80% anh em bup đều có cái sự gọi là respect mà cái 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 là pit the love là thật sự đấy, ừ. ờ, nghĩa là nghĩa là bản thân một con người đức tính tốt người ta vẫn nói xấu nhau cơ mà, ừ. đúng không? Nhưng mà nói xấu trên cái phương diện là để phiếm nhau thôi, ok. Ừ. Ờ, mình không có một cái gì xấu xa, ừ. không hại người ta được. Ví dụ như là anh về anh bảo, hôm nay anh gặp mà thằng thằng thằng, thằng Việt Trần thế này, đầu đầu nó bây giờ nó đẹp hơn ngày xưa, ngày xưa đầu buộc tóc xấu lắm đúng không trông buộc tóc trông cha thang gì đấy chẳng hạn như thế ví dụ thế ừ ờ thì, nhưng mà đấy đấy là một trong những cái là mình lấy cái chuyện đấy ra mình nói thì cho vui đi. thì được mình không xấu vâng ờ thì bây giờ anh em thực ra anh em ví cũng thế ờ, nhưng mà quan trọng vẫn là tôn trọng nhau thế bây giờ thì mọi người dễ tiếp cận hơn à. anh có cảm giác là sẽ có nhiều người hời hời hơn không ngày xưa kiểu có vẻ anh em sẽ try hát hơn có có yếu tố nào như thế không thực ra là thời nào vẫn có người nọ người ừ. kia ấy vẫn có vẫn, vẫn có ý. vẫn có mấy anh ừ. em ngày xưa là có tí hip hop vào trông hip hop tí tán nó ngày. gọi là hip hop cảnh hip -hop cảnh em nghe câu đấy chưa em chưa nghe đấy hip hop cảnh nghĩa là gì nghĩa là tỏ ra rất hip hop ừ. ăn mặc giày dép quần áo thùng thình khăn khố đeo tưa lưa lên nhưng mà không nhảy <laughs> nhảy kiểu rất là cùi ấy bởi vì không chịu tập ấy ờ, xong rồi cứ đi đi kiểu đi khậy khạng xong rồi đi lòe những người không biết gì thôi đấy thì vẫn có những người như thế Đấy, còn những cái người mà thực sự người ta đã đam mê người ta đã 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 xác định cái con đường rồi ấy thì người ta chỉ cắm đầu và người ta tập luyện thôi ừ. người ta không hơi hợt nổi bởi vì là nếu mà hơi hợt người ta sẽ bị thua mà cái thời mà ví dụ như là mình bị so sánh mà mình bị thua ấy, ức ừ. ức chế đấy là là cái thời thời đấy là đa số là mọi người rất là kiểu quyết tâm nói chung là và những người đấy là những người mà cơ bản là sẽ lên được đến đến một cái level này cao nhất đúng không? Yes, chính xác luôn. Cần cù nó là thế. năng Đấy là mình đã nói những khoảnh khắc khá là vui, đáng nhớ. Nhưng mà còn khoảnh khắc khó khăn thì sao anh? Ừ. Trong cái hành trình 20 năm đấy chắc chắn là sẽ có rất nhiều khoảnh khắc rất nhiều, khó khăn. Anh, rất anh khó có thể khắc... chia sẻ một số khoảnh yes. khắc như vậy được không? ví dụ như thời của anh đi thì, thì uh, cái thời của anh là thật sự và chia sẻ thật là anh học rất là rút. Ừ. anh học đến năm lớp 10 đầu năm lớp 10 anh nghỉ mất rồi ừ. đấy, nghĩa là cái việc học hành của anh coi như là nó là chấm hết rồi ừ. nó là con số không rồi Này, sang trang mới rồi thì cái bản thân của mình nó không trang bị bất cứ một cái ngành nghề gì để mình có thể kiếm tiền được ừ. thế nhưng mà nó đấy kiểu cái mọi thứ nó đi cùng nhau đến cùng nhau là cái hồi anh bỏ học là anh bắt đầu anh tập giúp rất nhiều và anh xác định anh không có xác định là là anh sẽ kiếm tiền đến nhà đâu cái hồi đấy không trong đầu thật sự luôn đấy trong đầu một cái thằng trẻ trâu hồi đấy ấy, nó chỉ đơn giản là tao phải nhảy giỏi thôi ừ. à, kể cả cái hồi anh là thằng bạn anh là bạn thân ấy, à, có đấy còn năm nghìn đấy năm nghìn đi xe ôm để đi tập nhưng mà xong rồi đi bộ về đó nghĩa là ngày nào cứ thằng nào có năm nghìn đi xe ôm còn không có tiền đi xe ôm thì đi bộ đi tập xong đi bộ về à, ăn cũng thế, ăn cái gì chia đôi ra ờ nó khổ lắm nó nghèo lắm xong rồi là là tiền ngày xưa kiểu như là đi chơi internet các thứ là toàn là sử dụng vào vấn đề là ví dụ đi chơi internet là để xem nhảy đó chứ không chơi xong bắt đầu là cái tiền đấy thì mình sẽ mua những cái dụng cụ để mình tập luyện ví dụ băng băng tay băng chân hay là ừ. này, mũ mão đấy cái hồi đấy như thế rất là rất nhiều những cái khó khăn mà ừ. mình vẫn vượt qua chứng à. tỏ ở đấy là ngày xưa chắc phải mê rất rất mê đúng không rất mê đặc biệt là ngày xưa đi, khi ừ. mà gọi là các môn hip hop này, hoặc là nhảy này kể uh, rap vân vân đấy môn mà cơ bản là uh, sẽ không có nhiều thông tin lắm ừ, ừ. thế thì gia đình thì em em cảm thấy là thường là bố mẹ sẽ thấy ủa thằng này ăn mặc chắc chắn lêu lổng chơi ừ. bời thế trong trường hợp của anh thì thì như nào trường hợp của anh thì uh, thực ra thì anh cũng giống như ba người khác thôi ừ. thế nhưng mà nhà anh thì nó không gắt hơn ừ. bởi vì thực ra nhà anh là nhà lao động vâng là bố cả mẹ anh là cứ ra đường cắm ra đường làm việc thôi đấy cho nên là cái việc mà ví dụ quản lý con cái hay là cái việc để quan tâm xem con cái mình đang như thế nào ấy, thì không bằng những người khác không bằng nhà khác đấy, thì đấy là một phần là do anh để anh học rốt ấy ờ, vì là bố mẹ không quan tâm là mình học giỏi hay không cứ nghĩ mình đi học là giỏi rồi ấy. Thế đâm ừ. ra là mình lại rốt quá đấy nhưng mà thực ra học rốt ở đấy Ở cái thời điểm đấy học rốt không phải là vì anh không học được mà vì anh trốn đi chơi điện tử nhiều ừ. ờ, cái hồi đấy chưa hip vô không đi chơi điện tử với cả kiểu như là bạn bè cứ rủ nhau đi thì mình cứ đu theo ấy. Ừ. Đó, ví dụ đấy thôi, trường làng mà. À, đấy thì đấy là một phần bố mẹ là cũng không để ý cho nên là cái việc anh đi nhảy hay không thì cũng chỉ đơn giản ở à, mày nhảy ý thôi. Đấy thế thôi, còn lại thì anh vẫn đi nhảy và anh vẫn là không làm gì làm gì bà kiểu bản thân của mình nó bị sai trái ừ. hay là vi phạm pháp luật hay là kiểu như là tệ nạn không, không có cái điều đấy còn lại thì ví dụ như là hàng xóm cái thứ thì dị nghị thì là chắc chắn rồi ờ, nhưng mà đấy cũng là do bản thân của mình mình phải có được một cái chứng kiến rõ ràng ừ. còn uh, thực sự anh cũng thấy có rất nhiều nhà bố mẹ kiểu ngăn cấm rất là rất là gắt gắt luôn đấy vâng. uh, nghĩa là trong mày không được đi nhảy nhảy là tệ nạn uh, nghiện hút trông mấy thằng đầu đỏ xong rồi khuyên tai này chắc chắn là thằng nghiện rồi <cười> ờ trông <laughs> mặt tiền này là bảo đảm nghiện rồi đấy xong rồi không chỉ chơi và tránh xa với thằng ra tránh xa với thằng ra đấy thôi là như thế à, kể cả anh cũng như thế thôi thôi đấy anh cũng kiểu đầu đỏ các từ xong người bé bé tóc dài dài cơ à, xong rồi bấm khuyên một khuyết mặc quần nào, đến nhà hại thì sao không chơi thằng này nữa tránh xa thằng này ta mẹ nhìn thằng này là tốt chất thằng này là rất là vớ vẩn này đấy. không phải là con người tốt đó anh già luôn <laughs> anh già luật không lăng nhằng <laughs> nhưng mà có một cái giai đoạn mà anh như anh có chia sẻ là anh nghỉ học từ năm lớp 10 ừ thế thì cái đấy là anh tự quyết định tự nghỉ hay quyết là... định chứ nhưng mà rõ ràng là với với gia đình các thứ thì sao anh Tôi kiểu lúc đấy gia đình có phản đối hay là ừ gia đình anh thì, thì, thì... tất nhiên là vẫn muốn cho anh đi học Ừ. thế nhưng mà thực sự chia sẻ thật là nghèo quá ừ. mà em là hiểu nghèo nhưng mà học dân lập ừ. thì cái số tiền nó đóng quá lớn à. cái hồi đấy phải đóng là 4 đến 5 triệu để bắt đầu vào khai giảng còn chưa kể là mua sách rồi đóng theo tháng rồi cái gì ôi nó quá nhiều tiền phát đầu tiên vào 5 triệu rồi trường dân lập mà ừ. đấy thế là ok bố mẹ anh bảo nếu mà con vẫn đi muốn đi học thì bố mẹ vẫn cố gắng để lo nhưng mà anh hiểu là ở à, cái cố gắng hay chắc là bố mẹ đi vay chứ con cố gắng kiểu gì đúng không làm chỉ có đủ ăn thôi thế là anh mới quyết định mà thôi con nghỉ bởi vì con thật sự nói thật là con không học nổi đấy đi học thì con cũng chỉ trốn học thôi xong rồi con cũng chỉ chơi bơi nhảy nhót lêu lỏng thôi chứ còn thôi cho con đi học làm cái gì thôi cho nghỉ thế là ok bố mẹ anh cũng đồng ý quyết định cho nghỉ luôn Thế thì cái lúc mà nghỉ như vậy thì có anh có một cái cái kế hoạch gì không? Chưa, hồi đấy không trẻ là con làm sao kế hoạch được. Hồi đấy chỉ có nghỉ là sướng thôi. được, đi, yeah, đi chơi được đi chơi điện tử thoải mái xong rồi đi chơi thoải mái rồi. Không phải bị ở đến giờ đi học buổi sáng kiểu mệt ơi là mệt ra mẹ vẫn bắt dậy rồi đi học đến trường kiểu ngáp lên ngáp xuống ra. Có ông cứ ngủ gật ở bàn thôi. Đấy ví dụ thế. Sướng, đấy nghỉ học sướng luôn. Đấy. nhưng mà trong rất nhiều những cái gọi là cám dỗ khi mà nghỉ thế thì cuối cùng anh lại chọn nhảy tôi nó lại là một tiểu thuyết ừ. ừ nó lại là một tiểu thuyết thì lại xin phép kể nhá ok <laughs> anh. càng nhiều câu chuyện càng nó này. lại là một tiểu thuyết cái thời đấy á, nó là cái thời mà đánh nhau chấn lột ừ. và nói chung là mấy cái về tệ nạn rất rất nhiều luôn ừ. mà anh lại là một trong những đứa mà hay đi theo các anh em các anh của anh Hồi đấy là anh của anh thì nó cũng được Một trong những người rất là máu mặt Ở cái cái chỗ Ngọc Hà đấy ờ, Nó gọi là là ở, ở, ở phố Ngọc Hà Thì anh lại chơi cùng mấy anh chị của anh đấy Mà anh chị ấy lại rất hay có cái là Chán nhỉ Anh em mình lang thang xem một đội nào gạ đánh nhau Ôi <laughs> là cái là chán quá đi đánh nhau em ạ ờ mà toàn bọn chị các chị chứ thế là mình cũng vâng em đi theo đi theo xong rồi các chị ạ à? mày ra cà bọn kia đi <laughs> nếu mà đánh mày phát là bọn chị nhảy vào ờ cũng đi ra cà luôn mà đi ra gạ lưng xong rồi xong rồi bắt đầu mình lại kiếm chuyện mình nhìn đều tao à các thứ ờ xong rồi nó mà nói lại một cái là chị ơi nhìn đều em cái là bếp luôn mà <laughs> ui anh không hiểu sao thời đấy anh lại đi theo cái điều đấy cơ xong rồi là bốc đầu nhá ờ, kẹp ba anh ngồi sau xe của ông anh anh đóng hồ xong rồi bốc đầu chạy cơ động Ui, nó là đủ cả luôn Từ đánh nhau, từ chấn lột Xong rồi từ vác đồ vác đeo đi Các thứ là đủ hết Và không có một cái nào anh không có mặt luôn ừ. Ờ đấy, nó là một trong những cái Cực kỳ kỷ niệm trong cuộc đời Nhưng mà thế nào may mắn thế nào là Cái anh mà 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 quen cái ông anh đồ gấu anh ấy vâng. Anh ấy lại nhảy cả hip hop nữa Thế sao à. sau anh bảo Ui anh, anh ơi em rất thích cái, 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 cái môn này Thì anh có thể dẫn em đi học không Thế là anh bảo ok, Thế là anh dẫn đi là Cứ đạp xe đèo anh đi học đến một cái nhóm nhảy xong học Đấy xong dần dần thôi lành anh mê luôn Mà anh mê xong rồi dần 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 Nó bắt đầu là anh tập luyện mà anh lập một nhóm ở phố Đấy xong rồi anh không chơi hội anh anh luôn Không cùng anh nhau luôn Không đi gọi là tệ nạn nữa mà em chỉ đi nhảy hip hop thôi Đầu tiên các anh ấy còn đi nhảy hip hop với anh nhưng mà kiểu khó quá <laughs> ra thôi Tao không, hơi hợp à. môn này, không vui thôi Lại đi bốc đầu tiếp đấy xong rồi từ đấy bắt đầu là hip hop nó là một cái bước ngoặt không thì anh <laughs> nghĩ là bây giờ chắc không biết anh đang ở đâu <laughs> à, em thấy là cái câu chuyện hip hop là câu chuyện nhảy đi nó là câu chuyện mà em thấy rất nhiều anh em có một tuổi trẻ đam mê ừ. em cũng có theo dõi em biết nhưng mà đến một cái ngưỡng nào đấy mọi người phải nghĩ về câu chuyện kiểu cơm áo gạo tiền thì bắt đầu mọi người cũng rụng dần rụng dần và rất nhiều người là cũng sẽ phải đi làm những công việc khác hoặc là Đúng rồi. không không theo đuổi được mãi. Yes. Thế thì anh làm thế nào để anh có thể duy trì và tiếp tục được đến ngày hôm nay? Ừ. Và có những có khoảnh khắc nào trong cái hành trình đấy anh cảm thấy là lựa chọn này có phải sai sai? Ừ, có chứ. Có chứ. À, anh nghĩ là một phần là do bản thân của anh nó là nói nhào nhở nghĩa là ví dụ như có rất nhiều người người ta trang bị cho mình kiến thức Kiến thức học, kiến thức ngành nghề, kiến thức gì đấy Thì ví dụ người ta không làm được cái việc này Người ta có thể nhảy sang việc khác để người ta cố gắng tiếp Thế nhưng bản thân của anh là cái thời đấy là anh không có trang bị một cái gì cả. Đấy vì là thực ra nhà anh cũng là một nhà rất là nghèo Bố mẹ lao động Không thể nào mà có được cái trang bị tốt cho mình được ừ. Đấy, việc thứ hai nữa là trong cái thời gian đi học mà mình cũng ăn chơi Đấy, trong thời gian mà mình gần nghỉ học mình cũng chơi bời Nghĩa là nó không có một cái trang bị nào để cho mình cảm thấy được là nếu mà mình học cái này là mình sẽ tốt hay nhau đấy đó thì cùng lúc đấy là anh mới tiếp cận đến nhảy thôi ừ, thì thực ra lúc đấy anh cứ đam mê nhảy và anh cứ nhảy mãi thôi anh không nghĩ được là sau này anh sẽ phải làm gì và kiếm tiền như thế nào đâu đó và đến khi mà anh nhảy một vài năm rồi thì anh mới thấy rằng là um, đây chắc là cái cuộc sống của mình nó sẽ như thế này anh không bỏ được đó và anh cứ tiếp tục với nó xong rồi là ở uh, uh, nếu mà ok bây giờ mình muốn ra tiền thì mình phải dậy nhảy đó thì bắt đầu là anh mới mở lớp dậy nhảy xong rồi là cũng có thời đi diễn ở các thứ đó thì cũng có một cái những cái thời điểm mà anh cảm thấy rằng là mình không thể nhảy mãi được bởi vì ở uh, người ta rất nhiều người nói mà uh, làm sao mà nhảy mãi được rồi già rồi đến tuổi như thế này thế kia nhảy nó chỉ là tuổi trẻ nó chỉ là thời này thôi Ừ. ờ thì mình cũng có một cái tư duy ở mình cũng nhảy mãi được thế là mình cũng dễ hướng mình làm làm ăn đấy xong rồi mình cũng thử sức buôn bán rồi cũng thử sức này thử sức kia thế nhưng mà đấy suy cho cùng thì đến bây giờ 32 tuổi vẫn chỉ có nhảy thôi <laughs> đấy là một cái, một cái chữ sự trả lời minh chứng cho cái việc là nhảy mãi làm sao được đúng không ừ. anh vẫn ở đây anh vẫn nhảy và anh vẫn kiếm tiền với nhảy đó, đây là câu trả lời rồi, đúng không? còn lại thì nó còn do cái cái sự kiên định của mỗi người nữa. Có rất nhiều người không chịu được, có rất nhiều người thấy nghèo quá khổ quá nhảy không thể nào ra tiền được, người ta nghỉ nhảy người ta làm ăn, đó và người ta làm ăn xong thì người ta không thể quay lại được nữa rồi, tiếc quá. Ừ. và đấy người ta sẽ sẽ cứ tiếp tục cái công việc của người ta thôi. còn với bản thân của anh thì anh nghĩ là cứ ngành nghề gì hay là làm cái gì mà mình chỉ cần 100% vào nó thôi Kiểu gì cũng thành công Không thành công <laughs> cái việc này sẽ thành công việc khác Bởi vì cuộc sống đâu phải là 100% nó cần tiền đâu Đúng không? Sẽ có người sống vì tiền Nhưng có những sẽ có người sống là vì cái sự đam mê Hay là sẽ có người sống là vì cái 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 mỗi ngày của người ta Người ta được hưởng thụ Người ta được thoải mái Người ta được yêu thích làm cái gì người ta muốn Đơn giản vậy thôi Đấy, <laughs> còn đâu phải ai cũng như nhau là ai cũng ở ừ, có tiền là vui, đấy, tất nhiên là tiền là một chuyện rồi nhưng mà mỗi người sẽ có một cái suy nghĩ khác nhau thì đấy tự nhiên bản thân của anh hồi đấy cũng thế thôi anh bảo, à anh tiền là một chuyện thôi, đấy nhưng mà mình phải vui sống phải đam mê phải, phải sống mỗi ngày nó phải, phải sướng chứ thì, đúng không? Ừ. được nghe nhạc được nhảy được gặp bạn bè xong rồi à, toàn tích cực thôi, cứ, cứ phải cắm đầu kiếm tiền xong rồi à, ngu muội cả lên, xong rồi... Thì đúng không già nhanh nhớ đấy ví dụ thế mình có bị suy nghĩ thế xong rồi này anh kệ anh cứ nhảy Đấy, và anh cứ dồn một trăm phần trăm vào cái lực và cái công sức anh nhảy anh trình độ lên xong rồi anh dậy nhảy anh dậy nhiều hơn xong rồi là anh dậy tốt hơn đấy, xong rồi anh làm tất cả vì nhảy thôi thì thì anh nghĩ là mình cứ làm một trăm phần trăm cái gì đấy thì nó đều có mang lại cái sự cái, cái kết quả tốt cơ bản là mình vẫn sẽ gọi là cân bằng được giữa câu chuyện đam mê và ừ. sống đúng không bởi vì em thấy rất nhiều rất nhiều người sẽ rơi vào bài, cái, cái trạng thái là uh, tôi rất là đam mê rất là yêu thích cái bộ môn này bộ môn gì đấy nhưng mà bởi vì nó khó quá ừ. mà em cảm giác là em nghĩ là không biết là cái cảm nhận này của em có đúng không nhá nhưng mà em cũng định hỏi em câu hỏi vậy là em cảm giác là popping chẳng hạn nó ừ. không phải là môn gọi là quá là dễ để chính xác để, để kiếm tiền chính xác Tức là em nghĩ là ngoài dạy ra thì <laughs> thì khả năng cao là nó cũng không có nhiều cái gọi là show, diễn hay là gì gì đấy ừ. giống như các bộ môn khác thì thực ra để mà theo đuổi được cái đam mê như vậy chắc chắn là mình cũng sẽ phải cân đối mình phải điều chỉnh ừ. nhiều ừ. thứ nhưng mà dù sao thì nếu mình cảm thấy hài lòng và mình cảm thấy đấy là con đường phù hợp với mình thì em nghĩ Đúng đấy à. là thứ quan trọng nhất yes. nhưng mà cho em hỏi một tí là <laughs> mình quay lại cái point mà vừa nãy em nói là uh, popping nó liệu có phải là môn mà ở Việt Nam nhé em, ừ. em nói Việt Nam cũng có thể anh sẽ mở rộng ra câu chuyện ở nước ngoài em nghĩ là chắc anh cũng có nhiều kinh nghiệm nhưng mà em cảm giác là nó một môn mà không không dễ kiếm tiền lắm ừ. bởi vì nó không yes. không phải là một môn mà tức là nó phù hợp 100% với cái thị hiếu của ừ, đại ừ, chúng đi. Ừ. Vậy thì cái đấy thứ nhất là cái đấy có đúng hay không? Ừ, ở Việt Nam và ở nước ngoài. Và thứ hai là trong cái 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 cái, cái tình huống như vậy thì có bao giờ anh Kiểu suy nghĩ về chuyện là hay là mình sẽ chuyển mình mình sẽ làm cái gì đấy nó hợp với thị hiếu hơn hợp với ừ, ừ, ừ. đại chúng nói dung nói chung hơn yeah. để mình có một cuộc sống mà nó sẽ tốt hơn hay là, là mình sẽ tiếp tục gắn bó với bộ môn này để với anh thì thực sự là popping nó khó thật ừ. nó khó tiếp cận với đại chúng rất nhiều luôn khó cực kỳ ừ. và thứ hai tiếp cận được rồi nhưng mà nó cũng khó theo là cho các bạn nhảy được ấy. Ừ. là ví dụ như với một cái môn hip hop khác thì các bạn tập động tác là các bạn có thể nhảy được nhưng popping thì các bạn phải tập kỹ thuật một ừ. thời gian xong các bạn mới đưa động tác để các bạn mới nhảy được cơ chứ không thể nào nhảy được luôn đấy vì thế uh, tiếp theo nữa là, là uh, nó rất là khó để có thể là nhảy với một cái thể loại nhạc nào đấy khác đó ừ. nó nó có rất nhiều những cái, cái 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 trở ngại để cho popping có thể nó 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 nó, nó đại chúng hơn đấy vâng. đó và cái việc mà kiếm tiền về popping nó cũng khó hơn với tất ừ. cả những thể loại khác đi đó nó khó rất nhiều ừ rồi uh... nhưng mà với anh á, với anh á, thì anh thấy rằng là mình nên an phận với những gì mình có đi đấy ví dụ như uh... tôi chỉ có một cốc nước này thôi nhưng mà tôi cứ nghĩ rằng là cái cốc này nó ít quá ở uh, xong rồi tôi phải làm thế nào cốc nó ra được cốc kia nữa thế là mình chỉ cần là ở uh, cái cốc này có những gì nó có rất nhiều thứ ở trên cái cốc này Nó giống như cái việc là ở trong popping nó có những gì Và mình khai thác triệt để cái môn popping này Và mình an phận mình sống với nó Ví dụ ok, thể loại khác có thể kiếm được 100 triệu Nhưng mà popping tôi chỉ kiếm được 30 triệu Thì với tôi 30 triệu, đấy là mắc là tôi đã giàu rồi ờ, còn nếu mà tôi nhìn với 100 triệu tôi không thể nào tôi làm được cái điều đấy ừ có nghĩa à. là sao lại thành ca sĩ à, đúng không thật ví dụ như thế <laughs> không nhảy nữa nó giống như việc là anh em anh em street đèn, ừ. anh em nhảy so sánh với anh em rap không thể so sánh được mặc dù nó vẫn là hip hop ừ. đúng không nhưng mà anh em rap bao giờ cũng thế nó gần với đại chúng gần với ca sĩ nó gần với tai nghe mọi người người ta có thể nghe hàng nghìn lần một cái bài nhạc đấy đó thì người ta đương nhiên người ta có thể là kiếm được nhiều tiền và người ta có thể nổi tiếng hơn nhưng mà nhảy á thì nó sẽ nhảy bằng mắt. Người ta xem. Người ta xem đến ba lần là người ta chán rồi. Đó. Vì vậy là cái nhảy nó cũng chỉ ở trong phạm vi đấy thôi. Vì vậy là mình an phận với nó. Còn popping anh thì anh an phận. Popping anh không so sánh. Đấy. Chỉ có điều là mình phải làm tốt. Làm thật tốt với cái bộ môn này. Và làm thế nào mà quảng bá thật là tốt. Mới mọi người biết được là popping là gì. Đó. Ví dụ thế. Còn em có hỏi là 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 có phải xoay chuyển đúng không Để... anh có bao giờ cân nhắc về câu ờ... chuyện <laughs> <laughs> xoay chuyển không nhưng mà ừ. anh đã trả lời là anh lựa chọn popping rồi thì không không nghĩ là... À, nghĩa là mình vẫn lựa chọn là cái đấy tất ừ. nhiên mình sẽ không nhảy cái thể loại khác ừ. giống như việc là ví dụ như là anh không thể là anh đi dậy về những cái động tác kiểu kiểu hip hop như này <laughs> nó nó là cơ bản thôi à. nhưng mà cái này không phải cái của mình phải cái của anh đúng không? và mình cảm thấy nó rất là fake Ừ. mặc dù ở đấy là có thể kiếm tiền được, anh vẫn có thể đi dạy và anh kiếm tiền được, không anh không thích điều đấy, ừ. mà anh phải dạy cái môn của anh được, anh bị như thế, có nhiều người ta không thế, người ta ở uh, người ta nhảy môn này nhưng người ta đi dạy cái môn khác cũng được, không sao cả, đấy, anh không anh không đánh giá nhưng mà bản thân của anh không cho phép điều đấy thôi, còn lại thì cái xoay chuyển ở đây anh nói cái xoay chuyển ở đây là ví dụ như là uh, anh là chơi popping nhưng mà anh muốn popping gần với em hơn mà em là người đại chúng không biết gì ừ. thì anh phải đưa đến cái gì đấy nó hiệu quả nhất nó thị hiếu nhất để cho em hiểu ngay lập tức chứ anh không thể nói chuyên môn là ở uh, anh sẽ đưa walk out anh sẽ đưa fresno em hiểu không, không anh. chắc chắn rồi làm sao mới <laughs> hiểu được đúng không mà anh phải nói là ở uh, anh sẽ đưa giật như là một cái, cái, cái con con điện bị giật xong rồi là ở uh, anh đưa cái chồng cái, cái, như là người không xương hiểu không hiểu, hiểu. đấy đấy là một sự xoay chuyển từ cái môn của mình nhưng mà làm thế nào để cho người ta hiểu được đấy thì hiện tại anh vẫn đang chơi như thế em thấy là cái chuyện chuyện mình đấy tức là nó là một cái cái gọi là một cái rất nhiều ý kiến trong cộng đồng ừ. hip hop nói chung cộng đồng ừ, nhảy ừ, ừ. riêng đấy đấy là cảm nhận của em nhá bởi vì em cũng có ok ừ, em ừ. cũng có vợ cũng là right, dancer, yeah, okay. ok thế nên là cơ bản là em em hiểu là có những luồng quan điểm như vậy thì tức là sẽ có những người muốn là Ôi, tôi, tôi phải giữ cái chất hiphop là phải chất tôi không không chấp nhận chuyển ừ, mình ừ, tôi ừ. không thay đổi tôi phải là tôi. Yes. tôi phải như thế nhưng có người khác bảo là à, ok ví dụ như là, ở thời điểm này cái này có thể sẽ được chuộng ừ, hơn ừ, là ừ. tôi sẽ điều chỉnh cái phong cách của tôi ừ. hay là tôi, tôi tôi có thể cái style chính của tôi là cái này tôi tập thêm rồi tôi yeah. phát triển thêm và có ừ. thể tôi đã kiếm tiền bằng cái cách đấy vậy thì cái cái, cái thực tế là từ góc nhìn của anh thì ừ, anh ừ. Cái ý kiến của anh nó về cái cái ừ. đấy nó như nào góc nhìn của anh nhá? Vâng là một người giỏi là phải đầy đủ yếu tố. Ừ. Cái yếu tố ở đây là gì? Là ví dụ như anh anh thực sự anh anh không nói anh giỏi đâu, ừ. nhưng mà anh rất rất muốn là anh hướng đến là một người giỏi. Ừ. Và anh đang có một cái cái tư duy của anh nó là thế rồi ừ. và anh muốn muốn đạt được cái điều đấy. Ừ. Nhưng mà hiện tại thì tất nhiên là anh vẫn có chỗ đứng nhưng mà anh chưa khẳng định là anh giỏi thế nhưng mà anh vẫn muốn cái điều đấy nó đến cái điều đấy nhá thì với anh cái từ giỏi ở đây là gì nghĩa là ông đặt ở đâu ấy là ông đều có thể làm được cái điều ở đấy và ông đều giỏi và đều, đều tốt được cái điều đấy. đấy ví dụ như là mình nói cụ thể hơn về cái môn nhảy đi ví dụ như ông đi thi đấu ông phải đạt được điều là ông phải win đi ông phải nhất à, khi ông muốn nhất ấy thì cái trình độ ông phải tốt chuyên môn ông cao ông phải nhảy bằng đúng cái thực lực của mình được chưa thế nhưng mà khi ông đặt ở một cái thị trường khác tiktok đi ví dụ đang nói tiktok đi ừ. thì ông phải biết được là cái thị trường này người ta tiếp cận như thế nào và ông phải đưa cho người ta món ăn như thế nào để người ta có thể hiểu được luôn thì từ đấy mình sẽ phải xoay chuyển là mình sẽ phải nhảy với những cái nhạc nó thị trường nhạc, hơn nó nhạc trông nó, nó kiểu nó, <laughs> ở đấy nó cực căng cực hơn <laughs> ừ. và nó dễ nhận biết hơn được chưa ok mất chất không sao nhưng cái thị trường này nó phải vậy thì tôi chơi đúng không ừ. nhưng khi tôi đi đấu ấy thì tôi vẫn là tôi tôi vẫn ăn ông tôi vẫn có trình độ của tôi ừ. và mình phải đầy đủ hai cái yếu tố đấy. Ừ. đấy thì với anh bây giờ anh đang là thực hiện như thế đấy, anh đi đấu anh vẫn phải có chuyên môn cao vẫn phải tập luyện hàng ngày mình không dừng được mình đi dậy mình vẫn phải có giáo trình đàng hoàng mình vẫn phải có cái tố chức chất của một người chuyên môn để một người dạy lại. Nhưng khi mình đã chơi cái thị trường khác, thị trường người ta thị, nó gọi là thị trường thị trường đấy, ừ. thì mình phải thị trường. Ừ. <laughs> đấy. gọi là em em rất là đồng tình với điểm đấy, em yeah. nghĩ là cái sự linh hoạt đấy là thứ mà sẽ giúp mình đi được xa. Đúng rồi. Đúng Tại rồi. vì thị trường thì thay đổi liên tục. Nhưng mà không? nó rất khó nha em, ừ. nó khó lắm. Cái cảm giác nó khó, ừ, tư đúng. duy nó khó. Nhất là mình lại còn cái tôi cao Đấy. Đó. Kiểu anh em... Ví dụ ông chơi chuyên môn không nhưng mà <laughs> thì ông dễ rồi. Ừ. ông cắm đầu ông nhảy thôi cắm đầu ông tập luyện cắm đầu ông đi đấu cắm đầu thôi ông không cần phải quan tâm bất cứ một cái vấn đề khác ừ. không cần ai quan tâm đến mình cả mình chỉ việc mình giỏi thôi nó, nó còn dễ hơn ừ. nhưng đây là em phải vừa cắm đầu chuyên môn cao em tập luyện nhưng em vẫn phải vừa làm thế nào để hòa mình vào trong những cái thị trường khác ừ. từ style ăn mặc từ phong cách nhảy từ cách nói chuyện từ mọi thứ nó khó rất khó luôn không dễ tí nào đâu đúng. nó cũng là một cái phải học thêm mà đúng rồi thì em là mình ở trong cái cái vòng của mình mình hiểu rất là rõ rồi thì lúc nào nó cũng cũng ừ, rõ ràng đúng như rồi ví dụ như đây là để mà học để gọi là dụ như để hot trên tiktok ấy chẳng hạn thì mình cũng phải học để hiểu nên tảng tiktok cực hiểu kỳ khó nhạc luôn chính xác luôn nó không không hề yeah, đơn giản yeah. và nhiều khi là có một số anh em chẳng hạn sẽ nghĩ rằng là à, Ông này mất chất ông này thay đổi cái kia nhưng mà trên thực tế thì người ta cũng bỏ công bỏ sức đúng rồi, cũng... Với cả là, là 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 khó có thể nói từ mất chất được, ừ. bởi vì thực ra là chất người ta như thế, ừ. <laughs> cái ừ, đúng. chất người ta như thế rồi, người ta không thể nào người ta mất được đi được, ừ. đấy, thực ra anh anh không trách được những người chơi thị trường, thì người ta đấy là chất người ta như thế, ừ. người ta thích cái sự bóng bẩy, người ta thích cái sự thị trường, người ta thích cái sự đó nó, nó chỉ vậy thôi, người ta không cần quá chuyên môn sâu nhưng đấy người ta vẫn là cái chất của người ta, đâu có mất cái gì đâu, đúng. đúng không? nên là không thể nói người ta mất chất được. Ừ. đó mà về quay lại nói mình là tại sao mình không đưa cái chất này đến với người ta? Ừ. À, anh vẫn thường nói với rất nhiều anh em của anh là những cái người mà nó nó gọi là gì nhỉ? low key đấy, à, cái từ low key ừ. và cái từ mà người ta gọi là underground, underground. hay là chất đấy người thật chơi cái dòng đấy thì anh thấy rằng là đây nhá, anh phân tích để như này này. Ví dụ như là mày rất chất rồi, mày rất underground, mày rất lifestyle, mày rất ok rồi, đúng không? Và mày thực sự là mày đang làm một cái rất là tốt cho cuộc sống rồi, nhưng bây giờ mày đặt nguyên một cái cục này nhưng mà mày lan ra cho mọi người. Chất của tao đấy, tao sống như thế đấy. Mày hãy biết cái, cái điều đấy đi. Thì em vẫn là em. Nhưng mà đây là chỉ là em đưa cái 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 thực sự của em đến với người ta thôi thì đây nó không phải mất chất đúng không em hiểu ý đúng không đúng không? đấy tại vì những người đấy người ta rất nhiều những cái người ta khai thác được những người mà người ta chơi cái dòng underground low key cái thứ ấy, người ta cực kỳ nhiều thứ để khai thác luôn và nếu mà người ta biết cách người ta đưa cái đấy đến với cộng đồng công chúng người ta thực sự là cái đấy là giá trị nói đến câu chuyện mà đưa gọi là những cái chất đấy đến với cộng đồng công chúng thì gần đây có chương trình street dance ừ. anh cũng tham gia street dance thì, à, em nghĩ là chương trình nó cũng thu được rất nhiều chú ý, yeah. ý từ mọi người về yeah. các cái bộ môn nhảy nó cũng là một cái cơ hội cho các anh, anh em có một cái đúng rồi. cái mức độ là nhận diện lớn hơn ừ. thì em 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 xem từ đầu đến cuối em oh. em xem chương trình từ đầu đến cuối tại vì ok yến xem mà em cũng rất thích ừ, ừ, em xem thì à, em muốn hỏi là sau cái chương trình đấy thì anh có thấy rằng là cuộc sống hay là các cái ừ. công việc của mọi người nó có thay đổi không hay là cái nhận thức à, à, à. Của, của của mọi người về các bộ môn nhảy đường phố nó có khác biệt không? nếu mà thế thì anh hỏi trước em tí đấy là bản thân của em xem xong thì em cảm nhận thế nào về chương trình đấy là một Và em nhận thức thế nào về cái môn 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 street dance em thấy khá hay ấy à. Tức là em còn Tức là với em thì bây giờ ví dụ như là một số dancer là em biết ừ, ừ. người này người kia đấy ngày à? xưa thì em không biết gì rồi à, à. đương nhiên là không không có một tí thông tin ừ. gì cả cũng không biết là các bộ môn ví dụ như em xem bây giờ em sẽ biết là kiểu popping ừ. rồi kiểu yeah. là kiểu uh, break, uh, break break dance yes, là, yes. nói chung là mình sẽ biết nhiều hơn ừ. thậm chí là những cái môn ít hơn như tutting các kiểu này nọ tức là em có những cái nhận thức và ừ. cái hiểu biết là em phân biệt được nhiều hơn em hiểu được uh, có người này người kia đang chơi bộ môn yeah. này bộ môn kia vân vân và em thì em thấy uh, cũng hay tức là ừ. có cái rất thú vị kiểu có thời điểm đấy, em nghĩ là, um, hay là mình đi tập thêm một tí yeah. là, nhưng mà căn bản bận quá em ừ, không, ừ, không 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 tập được chứ em cũng khá thích tập thêm tức là mình có một cái động lực để mình hiểu hơn ừ. và mình cũng cảm thấy là đấy là một cái mà tức là trong cảm giác anh em rất là tình cảm tức là yeah, xong xem yeah. xem chương trình đấy thì cảm thấy là kiểu anh em hip hop ừ. anh em dancer các thứ là là rất là có một cái cái vibe gì đấy ừ, rất là kiểu tình cảm ừ. uh, rất cộng đồng kiểu vậy em em thích cái chuyện đấy thì với em thì thì nó nó là như vậy thôi ừ, tức ừ, là ừ. em là một khán giả Ok nhưng mà Đó. em không biết về câu chuyện các câu chuyện về cơ hội ừ. hay là gì gì đấy đúng rồi, đúng rồi, nhãn hàng hay sao đấy thì nó yes, có thay đổi hay không yes. đấy thì uh, cái vấn đề em hỏi nó cũng khá là khớp với cả cái mà trước đấy anh em đang trao đổi về vấn đề thị trường đấy đúng rồi đúng, đúng không thì thực ra thì đấy ví dụ như em là một người không biết gì vâng. nhưng khi em xem xong cái chương trình đấy em đã biết khá nhiều về các cái thể loại Ừ. cộng với là em hiểu hơn về anh em hip hop ừ. thì nói thật là cái chương trình đấy á nó đã mang lại cái cái giá trị thị trường cho anh em hip hop rất nhiều ừ. đó đặc biệt là có những khán giả người ta chưa cần biết nhảy nhưng người ta đã xem chương trình đấy người ta đã hiểu hơn về nhảy à, và biết các thể loại này tên là gì rồi đó là một trong những cái cực kỳ tốt đúng không ừ. thế đó nhưng mà ngược lại là gì nếu như mà nó về sự sự chuyên môn cái sự mà đánh giá cụ thể như việc là anh em hay đi đấu rồi thằng nào mà nhất à, thằng nào, đúng nào đúng chuyên môn cao là cứ thế mà chỉ tay được đấy những người chuyên môn chỉ tay à, là nó xanh chín à, đúng ờ đúng. thì cái chương trình đấy nó không như vậy ừ. Ừ, chương trình đấy thì nó chỉ là ở ờ, có thể là một phần nữa đấy là nó lên truyền hình tv nữa game, game show, ờ nó còn nó game show. có những cái yếu tố về nhan sắc yếu tố về các thứ để nhận hàng người ta người ta book các thứ nữa ừ rất nhiều yếu tố. đó. còn lại thì nó vẫn phải làm tất cả những cái gì nó thị trường nhất để cho mọi người tiếp cận được. Ừ. đấy. thì cái này là một cái tích cực nhất. còn lại thì nếu như mà cái chương trình này nó quá chuyên môn đi thì ở Việt Nam anh nghĩ là từ mọi người chỉ có một cái khối lượng rất là ít để người ta có thể hiểu được thôi. Ừ. Ờ, đấy, nhưng mà hy vọng là càng sau này thì dần dần những cái thị trường đấy nó sẽ đổi dần thành những cái chất lượng. Đó, bởi vì là khán giả người ta hiểu hơn rồi thì dần dần chất lượng hơn thì nó sẽ lên một cái tầm mới còn lại sau chương trình đấy thì với anh ấy thì bởi vì là anh tham gia cái chương trình đấy là một phần là anh muốn là, là cho cái tên tuổi của mình ấy mọi người biết đến là ông này vẫn đang tiếp tục nhảy chứ ông này không đi đâu ừ. bởi vì trước đấy anh đã rất là mọi người đã biết đấy rất là nhiều rồi đấy nhưng mà chỉ có điều là một quãng thời gian là mọi người không biết thông tin của anh ở đâu tâm ừ. ra là mọi người cứ nghĩ rằng là anh không nhảy nữa hay là thế nào đấy thì cái chương trình đấy là nó sẽ là cái chương trình để anh nói được cái vấn đề là tôi vẫn đang ở đây ừ. tôi vẫn đang cộng đồng này tôi vẫn nhảy đến bây giờ và tôi vẫn vậy đấy là một điều thứ nhất điều thứ hai nữa là à, mình cũng muốn là thi để để kiểu như là anh em gần nhau. nhau ừ đấy vui lắm ừ. Ừ. thật sự là không phải chương trình nào cũng có những cái chương trình như thế đâu ừ. là anh em sống cùng nhau anh em mình chơi cùng nhau rồi có những cái cãi vã có những cái yêu thương nhau đâu không có đấy ở ngoài thì chỉ có gặp nhau một hai giải xong rồi thì thôi đi về chứ ừ. nhóm nào biết nhóm đấy chứ đâu có được nghề đâu đó thì anh thấy là một trong những cái rất là kỷ niệm đối với anh chương trình rất kỷ niệm chung em thấy đấy ít nhất là với khán giả đại chúng thì cũng sẽ biết đến đúng nhiều rồi, hơn đúng rồi. chắc là mọi người cũng sẽ có những cái chú ý nhất định rồi ừ. mình cũng sẽ có các cơ hội dựa trên đó nữa. ví dụ như quảng cáo này hay là sau đó hoặc ừ. là đôi khi là đi diễn ừ, cũng sẽ ừ. có nhiều cơ hội hơn thì em nghĩ là nó cũng là một điều tích cực. Ừ. Còn đương nhiên là mình cũng khó có thể kỳ vọng là một chương trình đúng là rồi. game show thực tế mà ừ, lại ừ, ừ. giàu tính chuyên môn gọi là gọi là mà cũng khó so sánh. Em đúng nghĩ rồi. là nó vẫn là một môn nghệ thuật, khó rất là khó so sánh. Vì giờ nếu mà em nghĩ là nếu mà so sánh đây là cảm nhận cá nhân của ừ, em, em ừ. không biết là có đúng hay không nhưng mà ví dụ như một popper mà đi so sánh ví dụ so sánh thêm mà với một một bạn nhảy break dance chẳng ừ, hạn hoặc là crumb thì ok kiểu biết ai thắng ai thua ấy nghe cũng cũng hơi khó nó hơi hơi em không biết là có đúng hay không nhưng mà em cảm giác là cùng thể loại thì đấu với nhau thì sẽ dễ nhìn hơn còn nếu à, chuẩn luôn các thể loại thì nó giống như kiểu mình so sánh nó ừ. cái mâm với cái cốc là mình so sánh với rồi, cái bát đúng, đúng rồi nói đúng rồi đúng đấy, đấy khó ừ. thì thế nhưng mà cũng, cũng 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 gọi là đến mức tương đối thôi tương em đối như vậy rồi. bởi vì là nếu mà hạng các thể loại khác với nhau ấy thì nói chung là ông phải so sánh nhiều góc cạnh khác nhau Ừ. không thể nào so sánh cái chuyên môn nhảy được, ừ. bởi vì là chuyên môn nhảy nào cũng có cái yếu tố chất chất lượng các khác nhau mà, ừ. đấy nhưng mà ví dụ như là nó phải so sánh về cái hình thức, về cái thể hiện, về ừ. cái sự cảm nhận của mỗi người đấy kiểu đấy, nó so sánh nhiều yếu tố nữa. Anh đã từng thi đấu và làm giám khảo nhiều cuộc thi uh, gọi là quốc tế, ừ. không phải ở thuộc Việt Nam nữa. Thế thì uh, em muốn đặt một câu hỏi là anh anh nghĩ thế nào về trình độ của các cái popper, chắc là pop pop mình giới hạn trong popping thôi. Ừ. Uh, popper Việt Nam ừ. nói chung nếu mà so với thế giới chẳng hạn và liệu có một cái cái khả năng nào để cho Việt Nam trở thành em không biết có thể gọi là một cường quốc về nhảy ừ, được không? Ừ, ừ. Thực ra thì anh thấy là Việt Nam mình bị một cái là hay xính ngoại, à. ừ. rất hay xính ngoại, ừ. chả nói về nhảy đâu, nói về cái gì cũng thế thôi. Đúng. Việt Nam cực kỳ xính ngoại và rất là tự ti, mặc dù Việt Nam rất giỏi, anh thấy Việt Nam giỏi lắm. Ừ. Đấy, thì không nói về vấn đề khác nhưng nói nói chung về nhảy đi. Với 20 năm trước thì không nói ừ. thì là mình đi sau. Thế nhưng mà hiện hiện tại thời điểm bây giờ ấy thì Việt Nam là một trong những cái đất nước mà không ngán một cái đất nước nào. Những người khác không ngán, chẳng qua Việt Nam mình không có điều kiện ra nước ngoài và mình không có cái sự ủng hộ của các cái nhà tài trợ khác lớn khác. Đấy ví dụ như các nước khác thì họ sẽ có những cái nhà tài trợ lớn người ta ủng hộ với việc này hoặc là chính phủ người ta ủng hộ thế thì là người ta sẽ luôn luôn có những cái tổ chức những cái giải đấu hay những cái gì đó lớn để quy tụ về đấy nhưng việt nam thì không việt nam phải tự túc đấy ông thích ông tự đi à, không ai người ta gọi là, 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 là tài trợ cho ông cả thế nhưng mà để mà nói về vấn đề giỏi thì anh thấy việt nam bây giờ là một trong những top của thế giới à, cực kỳ cực kỳ giỏi à, điển hình là như bây giờ có một bạn là mt pop ở trong sài gòn nhá à. rồi bạn ý là bây giờ là đứng top 1 cũng phải gọi không biết là nói chung là có xem trên youtube ờ à, à, nghĩa là chân. mình không thể đánh ừ. giá được là là top 1, top 2 đâu ừ. nhưng mà nó là hàng đầu ừ. thế giới là cái điều chắc chắn Đấy. Ừ. ví dụ thế rồi có rất nhiều người việt nam mình thấy thôi ừ rất nhiều người thế giới người ta rất thích cái style của mình Đó, chẳng qua là mình không có điều kiện mình ra thôi chứ còn chả khác gì đâu chả thua kém ai đâu ừ. giỏi lắm ấy tức là nếu mà mình có điều kiện hơn hoặc là bất cứ đúng anh, rồi gọi là có một cái <laughs> cái sự tiếp cận rộng ừ. hơn trên thế giới thì em nghĩ là mình cũng hoàn toàn có thể tự hào về chắc chắn rồi chắc chắn rồi kỹ năng và, ừ. và trình độ của mình nữa. dạ yeah. uh, em thấy là uh, anh có nhắc đến à uh, đúng rồi em pop phân phách là em có xem một trận anh đấu với ừ, ừ, ừ. cái cái anh uh, Pop đấy ờ em em có xem và thực sự ông đấy nhảy khiếp ừ nó nhảy thực sự kinh khủng nó gọi là một trong những cái viên ngọc trên thế giới luôn bây giờ luôn ừ. à, nghĩa là cái style nhảy nó khác biệt với tất cả những người trên thế giới là một ừ. và thứ hai là nó một trong những cái người mà ở cái đất nước người ta không biết là việt nam là ừ. mà lòi ra một thằng như thế ừ. Thì từ đấy nó biết rất nhiều người việt nam bắt à. đầu em tưởng đấy trung quốc ừ tại vì đó. là nó sống ở bên đấy ừ. có một thời gian là trung quốc idol idol ừ. nó sau nó sống bên đấy luôn à. À. nhưng thực ra là người việt nam nó à. người việt nam mà dã man ừ. em thực ra cũng chia sẻ một cái là ngày trước em em chơi bộ môn là beatbox à, em em rất thích beatbox ừ. hồi xưa thì đấy thực ra việt nam em nghĩ là cũng không có nhiều điều kiện để tiếp cận chứ thực ra đến đến gần đây bao năm nhỉ năm nào ấy việt nam có một nhà vô địch thế giới mà à. đúng rồi đúng rồi trung bảo trung bảo đúng, trung rồi, đúng bảo không trung bảo là vô địch vô địch giới tức ừ. là rõ ràng là mình hoặc là thái sơn cũng ừ, thi đấu ừ, ừ. cũng cũng khá là khá là thành công thì em thấy đúng là trong các bộ môn nghệ thuật gọi là có bộ môn gọi là đường phố đấy, thì có vẻ như là mình cũng không ừ. không 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 hề gọi là không thua kém đâu thua em kém. ơi môn hạm thế thôi căn bản là mình không mình không có nhiều cơ hội lắm đấy Vậy. ok bây giờ anh chuẩn bị phải đi dạy à? em ừ. nghĩ anh chồng có vẻ vàng lắm rồi em có một <laughs> câu hỏi cuối cùng dành cho anh kề okay. đấy là nếu bây giờ có một bạn trẻ chắc chắn là giữa rất nhiều bạn trẻ xem cái số podcast này ừ. bạn ấy có thể là yêu thích nhảy này hoặc là mong muốn để trở thành một dancer hoặc một popper ừ, ừ. thế thì lời khuyên của anh dành cho bạn ấy sẽ là gì ok thì anh chỉ cần anh chỉ có một cái lời nói với cả mọi người đó là dù mình ở môn nào cũng thế thôi ừ. và làm gì cũng thế thôi thì hãy kiên định và ừ. làm hết mình với nó đi cứ 100% với nó đi Và hãy cống hiến tất cả những cái tuổi trẻ Những cái năng lực của mình Mình có và những cái trái tim của mình yêu thích ừ. Mình hãy Chơi hết với nó, ôn in luôn Ôn in tất cả Những cái gì mình có vào nó Thì một ngày nào đó Nó sẽ chín và nó sẽ có thành quả cho mình Để mình hái Đấy là cái điều chắc chắn ừ. Chứ mình đừng nên bỏ lỡ à, Ví dụ như mình thấy là ở cái này nó chưa được mình đã cống hiến quá nhiều mình đã hết mình rồi tại sao nó vẫn ở đấy thôi mình chuyển hướng khác thì nhiều lần chuyển hướng đấy mà mọi người tập trung một cái thôi thì nó sẽ chắc chắn là nó sẽ có những cái sự tốt đẹp tích cực đến với mọi người thôi ừ. Đấy. Ừ. thì hãy cố gắng là như vậy quan điểm của em thì em nghĩ là chắc là mình sẽ có một cái nên có một cái kỳ vọng hợp lý ừ ví dụ như mình chơi một môn kiểu siêu ngách xong rồi mình lại kỳ vọng là mình phải à chính xác chính xác thì, thì chính xác rất khó đúng rồi an phận đấy nó là ừ. an phận đấy Ừ. mình an phận và mình hãy chơi hết mình với cả cái môn đấy và mình hãy uh, nghĩ rằng là ở uh, chỉ cần mình chỉ cần sống với nó thôi yêu thích nó thôi đừng nhìn những người khác nó ừ. giống như bảng lương ấy <cười> <cười> đúng không ừ. cho có người có người rất nhiều tiền một một tháng nhưng có người rất ít tiền một tháng nhưng mà người chưa biết ai mình, hạnh phúc hơn mình an phận thôi là mình đã thấy hạnh phúc và vui vẻ rồi ừ. đúng không môi ừ. ừ. trường nó khác nhau cuộc sống nó khác nhau địa vị nó khác nhau rồi ừ. không thể nào mà mình ấy được Ừ. chỉ có điều là hãy tốt hơn ngày hôm qua ừ. và tốt hơn ngày hôm nay ừ. thế thôi ừ. Ừ. em nghe khá là đắc nhân tâm đấy đúng rồi. cảm ơn anh vì một lời khuyên em nghĩ là cũng cũng sẽ có rất nhiều giá trị dành cho các bạn đặc biệt là những bạn mà thích theo đuổi đam mê ừ. vì câu chuyện trong xã hội bây giờ mà tức là những cái thứ liên quan đến nghệ thuật đam mê rồi nhảy múa ca hát ừ. là những thứ mà các bạn cũng sẽ phải đối, đối diện với rất nhiều những cái ý kiến khác nhau ừ, 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 thậm chí là đôi khi có những sự phản đối dạ. khác nhau thì thì cái việc của mình sẽ có một cái góc nhìn từ một người có kinh nghiệm Đúng và không? có những cái trải nghiệm với rất... cả là anh thấy rằng là cái cuộc sống ấy cái việc là kiếm sống và nghề ấy, ừ. và đi làm ấy thì anh nghĩ là nó không có một cái giới hạn nào cả ừ. ông lao động là ông là nghề nhưng mà ông nghệ thuật ông vẫn là nghề ừ. ông không thể nào so sánh đấy là giải trí hay là đấy là cái chơi bời được không có đấy ví dụ như nghề của anh thì thôi anh nói thật luôn nếu mà để mà nói đúng ra nghề của anh là nghề lao động chứ ừ. đúng không nhưng mà tại sao em nhìn góc nhìn của em thì anh lại nói là ở anh là một dancer một người nghệ thuật giải trí đúng không nhưng thực chất là anh là lao động ừ. anh vẫn bỏ sức ra anh đi dậy mà đúng không chứ anh đâu có ngồi ngồi im để anh kiếm tiền được đâu đúng không nó vẫn là lao động công sức nó vẫn là như bốc gác thôi bốc vác tôi có gì đâu ông ấy vẫn là người bốc vác tôi. Ý là ý như là thế đúng không? Đấy còn ví dụ như em thì là em phải lao động bằng bằng mồm, lao động bằng trí óc, lao động bằng những cái sự suy nghĩ của em. Nó không khác gì cái nghề văn phòng cả. Đấy à. cho nên là ông đừng có đánh giá nhau qua cái hình thức nghề. Đúng. Đúng không? Nhưng mà đây những cái quan trọng là nghề nghệ thuật nó còn mở hơn cho mình về tư duy về lương tháng đúng không? Nó không có cố định nữa. Ừ. Đấy ví dụ như ông ổn định thì ông chỉ có thế này thôi nhưng tôi không ổn định thì tôi có thể bấp bênh nhưng mà tôi sẽ có những lúc, lúc tôi như này nhưng sẽ có lúc tôi như này thế nhưng mà ừ. tôi lại có thể có những cái trải nghiệm ừ. còn ông thì không có thế nên là tốt nhất là ngưng so sánh đúng rồi ngưng so sánh môi trường nào mình làm đấy thôi mình, mình cuộc sống mỗi người nó khác là nhau một. đúng rồi ok như vậy thì cảm ơn anh anh CK Cây vì một buổi nói chuyện em nghĩ là rất là thú vị và chất lượng okay. uh, nói chung là em cũng đã học được rất nhiều thứ tức là về uh, câu chuyện không chỉ liên quan đến uh, nhảy đâu mà cả những câu chuyện cá nhân hay là ừ, những ừ, cái góc ừ. nhìn của anh về về cuộc sống em thấy rất là hay rất à. là thú vị thì uh, chắc là thay cho lời kết thì anh có thể có một lời nào một nhắn nhủ đến các bạn khán thính giả được không ừ. anh có thể nhìn vào camera này và OK chia sẻ thực sự là rất vui nha thật sự là là, là 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 CK rất là vui khi được chia sẻ À, với cái góc nhìn của mình đến cho tất cả mọi người và à, rất là cảm ơn em mời ừ. anh tới à, thực sự là đôi khi nó là một cái sự duyên nào đó vâng. à, tại vì là là không phải lúc nào mình cũng được đúng không thì chỉ mong là tất cả mọi người hãy nghĩ đến tất cả những gì nó tích cực nhất và mỗi một chặng đường nó sẽ có cái khó khăn riêng để cho mình có thể học hỏi và mình có thể Uh, gọi là 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 khắc phục cái khó khăn đấy. đấy nhưng mà hãy cố gắng là kiếm cho mình một cái đam mê đấy chỉ có đam mê mới cứu rỗi được gọi là tinh thần của mỗi con người thôi đấy <cười> <cười> cứ vui vẻ yêu đời và đam mê đi thì mọi thứ nó sẽ đến thôi nhá yeah. ok xin chào và hẹn gặp lại các bạn